Thưa quý vị, luôn biết cách lấy cảm tình của công chúng với phong cách và giọng hát luôn nồng nàn say đắm, nên ca sĩ nhạc pop Nguyễn Ngọc Anh đã có chỗ đứng riêng trong làng âm nhạc Việt Nam. Nhưng kể từ khi bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn 2005 thì cô chưa bao giờ tổ chức live show riêng, nên với chủ đề Bốn Mùa Trong Anh sắp được tổ chức, đây có thể coi là sự kiện âm nhạc đánh dấu chặng đường 11 năm ca hát chuyên nghiệp của nữ ca sĩ đất mỏ Quảng Ninh này. Âm nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006 sau khi đoạt giải nhì. Với live show Bốn Mùa Trong Anh, khán giả sẽ được đắm chìm vào nhiều không gian âm nhạc với các sắc thái cảm xúc khác nhau. Người xem cũng hình dung ra được một Nguyễn Ngọc Anh từ những ngày đầu hồn nhiên trong trèo đến lúc trưởng thành sâu lắng và nồng nàn. Nguyễn Ngọc Anh đã chuẩn bị cho live show của mình từ nhiều năm trước, đáp lại sự kỳ vọng của khán giả. Nếu mà thoạt thì Ngọc Anh cũng phải là người có những cái bài hát. Ngọc Anh nghĩ rằng với một cái ekip tương đối là có lẽ là gần như là số 1 Việt Nam hiện giờ, với tổng đạo diễn là anh Phạm Hoàng Nam, đạo diễn âm nhạc đó là anh nhạc sĩ Đỗ Bảo, Zip Media cùng phối hợp tổ chức, và bên cạnh đấy thì một ekip rất là hùng hậu về âm nhạc cũng như là về quần áo, tất cả mọi thứ thì Ngọc Anh đều đầu tư tốt nhất có thể trong cái khả năng mình có cho cái live show này, và Ngọc Anh hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị những cái màu sắc âm nhạc tươi mát cũng như là đa dạng. Sự xuất hiện của khách mời gồm Trọng Tấn, Tấn Minh và nhóm Oplus sẽ mang nhiều màu sắc cho đêm nhạc. Nhưng mà anh Nam và Bảo thì đây là cái cơ hội lần thứ hai được kết hợp với cả chị Ngọc Anh, và lại có một cái lý do rất là đặc biệt nữa, đó là giám đốc âm nhạc của chương trình này lại chính là anh Đỗ Bảo, một người mà cả bốn thành viên trong nhóm đều rất là hâm mộ. Trong tất cả các lần làm việc trước với chị Ngọc Anh và anh Đỗ Bảo thì cái chất lượng của âm nhạc luôn luôn được đặt lên, và những cái yêu cầu của anh Đỗ Bảo trong việc bè phối cũng như là trong giọng hát thì được anh thì rất là kỹ tính. Chính vì vậy là đối với một chương trình mà có anh Đỗ Bảo làm giám đốc âm nhạc và lại là của chị Ngọc Anh nữa, thì cả bốn thành viên Oplus luôn luôn là dành rất là nhiều tâm trí cho nó và sức lực để tập luyện nữa. Khi mà Ngọc Anh mời thì thực ra là Trọng Tấn cũng chưa có nhận lời ngay, cũng có một cái sự trao đổi qua lại với Ngọc Anh một vài lần. Em thấy có an toàn không, em thấy có hợp lý không khi mà mời anh tham gia, thì cũng có một cái phần mà Ngọc Anh cũng chia sẻ là rất là muốn kết hợp được với mình cái thể loại semi classic trong chương trình, và cũng muốn mình làm một cái để cho Ngọc Anh có thể thì mở rộng được cái cữ độ của mình trong cái chương trình này. Với live concert Bốn Mùa Trong Anh, Nguyễn Ngọc Anh và ekip muốn mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc sâu lắng, tinh tế mà không kém phần bỏng cháy, mãnh liệt. Sẽ là một Ngọc Anh quen và lạ, cũ nhưng mới, vừa tự sự nhưng cũng rất sôi động, trẻ trung, là bức chân dung rõ nét về Nguyễn Ngọc Anh của hôm nay và cả ngày mai.